Không. Đường dạ. Cô Biển đó cô chú. Cô Biển Cà Mau. Bữa nay ký nhiêu rồi chị? Dạ. Đó. Cái này mình làm món gì ăn nha chú? Dạ. Chung nghe hôm nay là anh bạn ông Kính ở đây nè đó. Hai anh em không có hẹn mà gặp nhau luôn á. Cua nè, lương gắn nữa, gắn điêu gắn chung với gắn ngô hành. Dạ, gắn chung gắn ngô hành với giác luôn, với giác thôi chú. Cô ngâm rượu uống chị nhất đó. Em xin chào tất cả các chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Hôm nay cùng em đi về Hậu Giang để đi chợ thị xã Long Mỹ nha cô chú anh chị. Chúc mừng anh chị là cái vùng Binh nè. Cầu này là cầu Phú Xuyên. Qua cầu này á là mình sẽ đi vô ruộng. Bên kia toàn là ruộng không mà cô chú. Còn bên đây là bệnh viện. Ngày mới chúc tất cả các chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui nha. Lâu lắm rồi em mới trở về miền dưới ở đây để đi những cái chợ quê dưới đây cho chú chị bạn xem. Hướng này là mình đi về thành phố Sóc Trăng này cô chú. Rồi còn đi chợ Long Mỹ là mình sẽ đi hướng về bên đây. Hôm nay sáng sớm thì chỗ này cũng rất là nhiều xe, ta đi qua lại cũng rất là nhiều. Chỗ này thì cách thành phố Sóc Trăng là 67 cây cô chú. Còn cách thành phố Bạc Liêu là 53 cây. Đi hướng này của em á sẽ đi về chợ Long Mỹ nha. Giờ này khoảng 6 giờ rưỡi sáng đó cô chú. Đây có biển báo chợ nè. Cầu này gọi là cầu Trà Bang.
từ trên cao mà nhìn xuống á, thì mình thấy thị xã Long Mỹ này á, sẽ có một con đường sông và một con đường chính, đường Cách Mạng tháng 8. Sông này gọi là sông nước đục. Ở đây thì em thấy sông nước cũng nhiều lắm, người ta đi xuồng cũng nhiều, nhưng mà không bằng Kiên Giang với lại ở Cà Mau của chú. Và ở đây buổi sáng mọi người đi cũng đông quá. Chợ Long Mỹ này thì cũng nhiều nhà làm chợ lắm, cũng rất là lớn, nhưng mà đa số là bà con chưa tập trung bán ở với mấy sông đó cô chú. Ở đây thì em thấy có hai cái nhà làm chợ lớn và một khu bán ở mấy sông gần cái chùa đó. Mình nhìn từ trên cao mình xuống mình thấy nè, đường này là đường Cách Mạng tháng 8 đó cô chú. Chỗ này thời điểm hiện tại thì có nhiều cây bằng lăng với lại cây phượng, nó ra bông đẹp quá trời luôn. Mình đi đường bên trong tay phải của em á, là mình sẽ đi đường bên trong chợ á, còn đây là một cái đường lớn. Đây sáng mấy chú cũng uống cà phê nhiều nè. Cô chú anh chị các bạn quê ở Long Mỹ thì vô xem video để đỡ nhớ quê nha. Lúc trước thì cũng có nhiều cô chú nhờ em quay chợ Long Mỹ lắm, nhưng mà tới bây giờ thì em mới trở lại đây. Này sáng sớm mấy chú uống cà phê nhiều quá. Hồi đêm qua mưa nên bữa nay nhiệt độ cũng dễ chịu lắm cô chú, sáng nó cũng mát. Rồi bây giờ em sẽ đi tìm chỗ gửi xe và đi vô bên trong chợ để quay cho chú xem chợ ở đây nha. Ở đây em thấy bán cũng nhiều lắm. Đây là một cái đường đi vô trong chợ nữa nè cô chú. Ở phía trước cũng có một cái chợ trời nữa, kế bên cái đình luôn. Thấy mọi người sáng ở đây bán cũng đông. Bên đây bán dưa hấu với lại sầu riêng. Đây chợ Long Mỹ đây. Trong đây thì bán trái cây, tạp hóa. Đường này là đường 30 tháng 4 đó cô chú. Chạy thẳng ra đây luôn mà mình sẽ đi gặp cái chợ chờ. Rồi bây giờ em sẽ đi tìm chỗ gửi xe và đi quay một vòng khu chợ để cho cô chú bạn xem nha. Dạ hiện tại thì em đã gửi xe vào bên trong chợ. Chỗ em đang đứng là đường tỉnh 930, còn đường này là đường 30 tháng 4. Đi tới phía trước đó cô chú là hai cái nhà làm chợ. Theo em được biết thì hai nhà làm chợ này có trước và khu chợ trời này là có sau.
chỗ này thì còn cũng có nhiều sậy nữa. Mấy cô nói là trước ở đây bán cũng đông lắm, nhưng mà bây giờ thì cũng còn có vài người bán à. Em lại quay mấy cô cho cô chú các bạn xem nha. Cô nãy con bấm máy mà con chưa bấm máy. Dạ. Con quay mà chưa bấm máy. Bây giờ quay lại. Dạ. Sáng giờ cô bán được không cô? Bán cũng được vài chục ngàn con ơi. Dạ. Nãy con quay mà con quên bấm máy. Đó, sáng mấy cô. Ở nhà trong vườn có củ gì đem ra bán. Dạ. Đây là đồ vườn không hả cô? Cải nè. Dạ. Đó, rau gần cua. Dạ. Đây là nguyên một combo nấu nước mát uống hả cô? Dạ, gợi chanh. Đó. Thì cô bán cá luôn hả cô? Con cá nằm bên đây. Dạ. Tính mua đậu mà đậu không có không. Đỡ đi, lại đậu không có cá. Đó, sáng mấy cô chú uống cà phê ở đây cũng đông vui lắm cô chú. Mấy cô ở đây thì cũng vui vẻ. Mấy cô ở trong vườn gà đó cô chú. Đó. Đậu bắp. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. Wow, chị này bán cá đồng nhiều quá. Chị ơi, cho em quay cá đồng xíu nghe chị. Wow, cái bóng nè. Chị, cái bóng này mình làm gì được đó chị? À, dạ, mình đặt vớn được hả? Dạ, cá đồng không à. Wow, chỗ này có cá chút trâu nè. Trên em thì có cá chút giấy, cá chút bông. Cái này có cá chút trâu. Với cá sặc nữa. Chị có bán chuột luôn. Rồi cá lóc, cá chê nè cô chú. Cua nè. Mấy cô ở trong vườn nói là thôi gì đem bán cái đó. Em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, cùng em đi vô bên trong khu chợ trong đây nha. Chợ hôm nay thì cặp mấy sông cô chú. Ở đây thì đa số bà con làm ruộng, trong ruộng đi ra. Cũng có rất là nhiều sông nước. Cũng có nhiều cô chú làm nghề xịt cá, đặt vớn, đặt cửa ngục đó cô chú. Nên cũng có cá đồng nhiều. Ừ, đẹp lắm, là sao phim nữa. Dạ. Dạ. Đi chợ luôn anh. Dạ, cô bán đây luôn hả cô? Cô chị bán đây luôn hả? Dạ. Cô này lấy chồng Đài Loan luôn hả cô? Dạ. Dạ. Rồi, chúc cái cô ăn đất nha. Dạ. Bên đây bán gà vịt. Wow, ở đây có chuột nhiều quá chú. Đó, chuột nè. Dạ, yeah, coi mở lên tên gì đây? Dạ, con là đây đó An Giang. Đây đó An Giang hả? Dạ, con bên An Giang qua. Và wow, trời này cũng đông rồi đó. Chú đi chợ hả chú? Ừ. Dạ. Đi đâu đâu, đủ mới vô mới biết. Dạ. Dạ, quay cảnh chợ. Wow, đây có cá lóc. Chào chị. Chục ăn nhiêu ký chị? 90 ngàn ha. Dạ. Đó, chục đồng luôn. Bao ngon luôn. Dạ, con đi xa quá con không có nấu ăn, cô đừng buồn con nghe cô. Dạ. Tại con không có nấu ăn.
con đi chỗ này chỗ kia vậy đó. Cô đứng buồn nghe cô, chúc cô ăn đắt. Con ở An Giang qua. Dạ. Cô biết An Giang không cô? Dạ. Cách đây có 110 mấy cây. Dạ. Mỹ Tho là Tiền Giang. Dạ. An Giang là Châu Đốc phải không? Dạ đúng rồi. Nhà con cách Châu Đốc khoảng 30 cây á. Dâu là ở Châu Đốc đó. Vâng, chị ở Châu Đốc hả chị? Châu Đốc ở phường nào chị? Ở Núi Sam. Phường Núi Sam hả? Dạ. Có gì chảnh chơi không? Dạ. Có duyên chị em mình gặp ở Châu Đốc. Quay này là lên YouTube ta biết luôn rồi đó. Chị bán đây lâu chưa chị? Dạ. Về má em chơi, gọi là má em thấy nha. Dạ. Về nói với cô mở chợ Long Mỹ nha chị. Đây đó An Giang. Dạ em chị đồng hương mà. Và có cái đây có cá chút bông này của chú. Đó. Cá chút bông. Đó. Cái chú bông này kiếm nhiêu ha cô? Hả? Cái chốt đó kiếm 100 ngàn. Dạ, kiếm 100 ngàn. Rồi, chúc cô đắt nha, chúc chị đắt luôn. Dạ. Đó. Đây là khu chợ bên đây nè. Hồi sáng em bay lê cam thì chỗ này chưa có nắng, bây giờ nắng lên nè. Dạ cái YouTube đài này nè. Đài này đài An Giang là dạ. YouTube thằng Đồng Tháng. Dạ. Không YouTube thằng Đồng Tháng. Dạ. Sáng giờ có bán được chưa? Bán được, mở hàng cho cô 2 tờ coi. Dạ, con mở hàng cho cô 2 tờ nha. 2 tờ 5 tờ gì đó. Dạ, con mở hàng cô 2 tờ nè. 2 tờ 2 tờ nó đẹp đi. Đây có tiệm tập quá luôn. Cái này YouTube là ngày mai nó mới có. Dạ chắc con tranh thủ làm tối nay có. Nay có hả? Chiều tối có tối, tối nay. An Giang đó không? Dạ đây đó An Giang. YouTube tên gì? Dạ đây đó An Giang. Đây đó An Giang hả? Dạ. Rồi chú cô mới đắt nha. Rồi. Và đây có chị bán cua nè. Cua biển. Đó. Đi thẳng đây luôn á là mình sẽ đi lại khu nhà nằm chợ đó cô chú. Này bắp nè. Cua biển. Và cua biển nè. Đây cua biển Cà Mau hả chị? Dạ. Đẹp trai khi mà YouTube. Đó, cua biển đó cô chú. Cua biển Cà Mau. Bữa nay ký nhiêu rồi chị? Dạ, bên đây 200, còn bên đây 250. Đó, cô chú chị có đi chợ ghé đầu chợ mua cua biển nè. Bao ngon luôn hả chị? Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị bán hết thao luôn. Đó. Qua bên đây mấy cô bán gì nè. Ồ, cái này trái gì vậy ta? Cô, cái này là trái giác hả cô? Nó có chua phải không cô? Dạ, cái này uống rượu chị Nhất hả? Chị Nhất ơi, cái đèn uống chị Nhất hay lắm ha. Dạ, dạ. Đó, cái này là trái giác đó cô chú. Đó, đó con mới thấy trái giác luôn. Trái giác cô chú. Ô, ngâm rượu uống chị Nhất. Đó. Nhà con đi xa quá con không có khâm gụ được. Trong quay giới thiệu cho ta biết. Cái này mai mày mở ra là cái gì Hậu Giang đó. Ăn gì đó, An Giang đó quên rồi. Tụi con là đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ. Hôm nay mày mở ra có. Dạ. Thì con này 2 bữa. Nó nói chuyện dạ. Hả? Em chiều em thường quay sáng ra quay là chị em đăng à. Chiều nó đăng rồi mấy người kia thì dạ. Dạ tối nay. Rồi chúc mấy cô ăn đắt nha. Đồng Tháp là tưởng là lâu rồi không thấy.
Bên đây bà cô bán rau củ quả nè. Có tiền. Đó. Ở bên sông thì mấy cô bán cá cô chú. Ở dưới này thì mấy cô bán rau củ quả. Cái này là bùn bồn. Cái này là bùn bồn phải không chú? Năng hả? À, dạ. Nhìn con tưởng là bùn bồn không à. Wow, cho con quay xíu nha. Đó. Cái này mình làm món gì ăn chú? Nó ăn nhúng lẩu hoặc là làm gỏi hay là ăn sống gì cũng được á. Dạ, nhúng lẩu làm gỏi ăn sống cũng được. Cái này là mình trồng hay là sao chú? Này nó giờ mình trồng không à, nó ăn thiên nhiên như hồi xưa. Dạ. Đó, mất lột ra nhìn nè rất là ngon ha. Ăn với mắm được hả chú? Đúng rồi, được. Dạ. Đây cách chú lột nè. Nó không xèo à. Đó. Nó có mũ không chú? Không, nó không có mũ. Mình chỉ ăn được khúc trên đâu phải không? Ừ, mình ăn vậy đó, khúc trên đó. Dạ, dạ. Đó, đây là chú bọc sẵn luôn nè. Là cảnh gì vậy? Dạ, em đi quay cảnh chợ chỗ này chỗ kia cho tao biết chợ á. Dạ. Đó. Đây là bông điển nè. Đó, bông điển đó cô chú. Rồi, chú có đất luôn nha. Cảm ơn chú nhiều lắm. Đi qua bên đây để quay cá cho chú bạn xem nha. Đó. Đi mua gì? Đại ca quay treo cột điện nha đại ca. Dạ, quay treo cột điện. Đó, gà, vịt. Đó, mấy cô bán cặp mấy sông nữa cô chú. Cái này là chỗ ăn sáng nè. Bán bún riêu cua. Wow, cái này là cái lá gì á? Cô này lá gì á cô? Dạ, cù nèo hả? Dạ, lá này là lá cù nèo. Lá này mình làm gì ăn hả cô? Dạ, chấm mắm kho. Wow, lá cù nèo ngon quá. Cái này là mọc trên ruộng hay sao cô? Mương á, à, cái mương. Bờ của chị nó lạng lạng, nó cạn cạn đó. Dạ, ngon quá, ngon quá chị. Chiên vịt đây nè. Dạ, mà thường bé sáng không hả? Dạ. Dạ. Còn đây là đọt chấp mau nè cô chú. Đó. Dạ, đọt nhân lòng. Đó, non xèo luôn cô chú. Con nhiêu ạ? Con 50 ngàn. Vịt là vịt con 50 ngàn. Vịt đó là chắc vịt đẻ ha cô? Vịt trống. À. Dạ. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Đó, cặp mấy xong mấy cô bán cá không à. Đó. Giờ lại chỗ ăn bún của cô mới đi qua nè. Dạ. Này là đi giao hả cô? Đi giao bún hả? Dạ, một bọc cho là nhiêu tiền cô? 15 ngàn, 10 ngàn à, rẻ quá ha. Đó. Đây có gà nè, có bún cua. Dạ, ở đây bán 15, 20 hả chị? Lấy 15 ngàn, à.
Dạ. Dạ. Rồi, chúc chị bán đắt nha. Đó. Để đứng máy xe lùm đùm lắm để nhầm ngang xuống đây. Ừ. Cô này ngon quá, cô bán mau hết luôn. Nói luôn bọn lộn lấy hết luôn như vậy. Nhiều quá. Đỡ rồi bọn lộn nó mình chạy bóp dắt không có. Ăn giống lục bình không chị? Ừ. Ăn đó giống lục bình không? Dạ. Mua rau khác nữa mua chứ không. Đây chị có bán cá lòng tông nhiều quá cô chú. Đó. Cá lòng tông, cá lóc. Dạ. Cá này chắc đặt vớn được hả cô? Dạ. Vớn được luôn. Đó. Cá lòng tông. Cá lóc độc luôn hả cô? Cá lóc độc ở đây bán ký nhiêu hả cô? Dạ. Cá lóc đồng đó chú cũng rẻ, có 130-90 à. Đó. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, lên YouTube luôn. Quay coi. Dạ. Đây cô bán cái lá gì vậy nè. Cái này gọi chắc là lá cách quá. Lá cách phải không cô? Dạ dạ. Quà ốc u vàng. Ốc bu vàng của chú. Đây tôm thẻ. Con chung giá 125 đó mà lựa dột ra cái đó nhỏ đó rồi còn có thứ ở trong đây nữa nè, muốn gì là con xe đi thì nói gì. Trời ơi, học lộ lắm mà. Trời ơi, thịt cái ngọt con nó và wow, đây có chị bán con cá này giống con cá quả quá ta. Có ra cá quả hả chị? Cá quả là cá bên kia. Dạ cá bên đây cái hả? Cái này là cá dày. Cá dày. Cái này cũng cá quả nó là mà đều nhỏ. À cá quả là cá lóc hả? Lóc đó. Dạ em nhớ lộn rồi. Cá lóc là cá dạ. Quả là nó, cá dày. Cá quả cá chào là nó đó. Dạ. Cá dày nè cô chú. Cá dày còn nhỏ. Còn đây là cá lóc. Đó, cái này mấy cô bán cá lóc đồng không à? Dạ con quay YouTube cảnh chợ chỗ này chỗ kia cho tao biết á. Dạ. Đó. Ở đây bữa nay thì em thấy chỗ này bán cũng thưa thớt thôi chú. Dạ. Dạ. Đó, đi vô trong đây là mình sẽ đi vô bên trong nhà làm chợ này cô chú. Quá tiện luôn nha. Rồi cà nướng. Cá chiên không dầu. Chiên tại chỗ luôn hả anh? Chiên tại chỗ luôn ha. Cà với lại cá điêu hồng. Dạ. Cái này là chả không dính ha anh? Chả chiên không dính mà không dầu nữa. À dạ, không dầu luôn. Thì công nghệ của Nhật Bản nha. Hay ha. Dạ. Quanh năm suốt tháng mà họ tốt tiền cho ăn cho chị. Đó, chảo không dầu mà không dính luôn. Dính chứ. Không dính. À, không dính. Dạ hay ha. Đó, quá ngon rồi đó.
mở dầu con cá nó ra nhiều lắm, chị đổ dầu luôn đó. Rồi mình kiêng ăn mở dầu nó cũng tốt cho sức khỏe đó nha chị. Dạ. Tiện lại dễ cài. Dạ cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh có đất luôn. Bên đây có dưa hấu với bắp. Bồ ngót nữa. Trời cũng phải mì bự quá. Cuối mì đó mấy ký chị? 2 kg 2 anh. Dạ, quá bự luôn. Đó, cái mì này chắc nó bự lắm hả chị? Nó bự, cái mì, cái củi mì bự, bự lắm coi chú. Đó, quay gần dưới coi nè. Cái này là chị gọt ra chị bán hả chị? Gọt ra bán hả chị? Dạ. Làm, chị làm bánh hay là gì nè, bán lại luôn? Dạ. Đó. Đây đây khoai mì nè. Cho em quay khoai mì xíu nha chị. Wow, bọc khoai mì này chị trồng luôn hả? Dạ. Củ đó gì là bự vậy chị? Dạ, củ đó là bự nhất đó hả? Bự nữa hả? Dạ, cái bọc này có củ nào bự nữa không chị? Rồi, củ khoai mì bự quá trời bự rồi. Đó, wow. Trồng lâu không chị? Dạ dạ. Cái này bà trồng cả năm lận. Đó, chị bán cơm nè. Rồi mặn. Đó. Đây không dòng không hả chị đẹp. Xài. Quá đẹp luôn. Như gan nữa. Và cái cà này cô chú. Để không có nhớ sáng chị. Em có đi nhỏ ra không? Đi nhỏ mà. Không có chén ruộng anh chồng không rồi. Chơi cái cà này gọi là cà gì chị? Dạ, cà phổi. Trên em bán cà tím nhiều. Cà này là cà phổi của chú. Rồi, cảm ơn chị nha. Chúc chị ăn đắt nha chị. Wow, còn cá lau kiến của chú. Cá lau kiến bự ghê luôn. Chỗ này bán khóm. Rồi, bây giờ em sẽ đi thẳng đường này vô trong chợ luôn. Ở đây hai nhà lọc chợ cách nhà cũng xa xa của chú. Wow, thích chứ, ở đây có quán cà phê nè. Uống cà phê ở đây sáng là mát rượu rồi. Đó. Rồi, đi tiếp vô bên trong đây cô chú. Và đây có con cây dày nữa nè chị. Cái này chợ gì là vắng hả đông không chị? Dạ. Dạ. Ở đây em thấy cây dày nhiều ha. Dạ. Chỗ gửi xe thì ở phía nhà lòng chợ bên kia cô chú, còn ở đây thì không có chỗ gửi xe đâu. Quay gửi đi đâu chị bạn? Dạ em gửi ra nước ngoài. Quay cái bà lạc năng đó kìa. Dạ. Qua wow, nguyên một vỏ năng luôn nè. Cái này là mình mua hay là mình trồng á chị?
Dạ. Dạ. Cái này là trồng bao lâu mới được ăn chị? 3 tháng rồi hả? Dạ, cũng giống như lúa ha. Dạ. Đó, năng đó có chút. Ở đây bán năng nhiều ha. Dạ, em cảm ơn chị. Trong đây thì có đông đúc hơn ngoài kia. Muối gì cô? Dạ, dạ. Đó, chỗ này kẹt xe luôn. Dạ. Và này cá bự không nè. Ở ngoài chợ thì mấy cô ngoài trong ruộng đem cá ra bán á, thì có cá nào cô bán cá đó. Ở trong đây thì cá mấy cô mua cá bự hơn ở ngoài đó. Dạ. Ít bự quá ha. Đó, cá lồng tông mà ngon quá. Chơi cho em quay cá xíu nha chị. Dạ, dạ. Dạ. Wow, cá chấm giấy bự quá nè. Đó. Cá chốt này 200 không chị? Có ghé kìa. Gì hả? Ở chỗ kia em hỏi cá chốt bự vậy là tầm mấy 200 không á? 200 à. Dạ. Đó, cá cóc, cá sủ. Cá chạch nữa. Rêu biển. Ở đây bán cũng nhiều cá đồng quá ha. Càng cua, đủ loại cá đồng luôn. Cô chú có mua càng cua là đây mua của cô nè. À, cua đồng. Dạ, có gắn luôn hả cô? Gắn lương. Đó. Đó, có lương nè, cua nè, lương, gắn nữa, gắn điêu, gắn chung với gắn hữu hành. Dạ, gắn chung với gắn hữu hành. Rồi, bán đắt nha chị. Con cua này bán quá trời nhiều cá luôn cô chú ơi. Đây cá lăng với cá he. Cái trên này bán cá dày nhiều cô chú. Cái này em thấy cá dày nhiều hơn cơ. Hôm qua ở chợ Tâm Nông á thì thấy cá dày nó bự lắm. Còn đây cá dày nhỏ. Đi chung với hôm nay là anh bạn ông Kính ở đây nè. Đó. Hai anh em không có hẹn mà gặp nhau luôn á. Đây cái nhà lồng chợ đầu tiên nữa chú. Chợ này thì cũng có rất là lâu luôn rồi. Dạ. Bụng bự quá. Em này có chị bán khóm nè. Khóm bự quá. Khóm tá cậu hả chị? Dạ, khóm cầu đúc. Cái khóm bự quá, bự rồi. Đó. Đấy, cái đường này mình đi ra ngoài đường 30 tháng 4 đó cô chú. Còn đây là bên trong nhà làm chợ nè. Bán tạp hóa. Đây là khu bán hải sản của chú. Khu chợ này cũng rất là lớn luôn á. Cặp cái sông nước đục. Mà nước bữa nay đục thiệt. Nhiều lục bình nữa.
Dạ. Ở đây bán được chai không hả chị? Dạ. Dạ. Đó, ở đây có tiệm bán được chai không nè cô chú? Đủ loại đồ chai luôn. Dạ, tất cả luôn. Đó. Cô chú có đi mua đồ chai ngay phía sau chợ nè, có tiệm này của chị lớn lắm. Đủ loại đồ chai luôn á cô chú. Có đồ đông lạnh luôn hả chị? Dạ. Chị bán nhiều đồ lắm. Rồi giúp chị bán đá khách nha chị. Dạ. Bên này bán hải sản nè, rất nhiều hải sản luôn, tôm mực cá biển. Và wow, đây là cá bóng. Bóng này kho là cũng ngon lắm đó cô chú. Đó. Cá bóng. Mua gì kho hả cô? Mua gì kho hả cô? Cô khô hả? Dạ. Cá này lựa chỉ lâu lắm. Rồi, đi tiếp qua đây. Bên trong khu nhà làm chợ này bán rau củ quả nha, mà bên trong tối lắm cô chú ơi. Đây bên trong khu nhà làm chợ nè. Hình như là em thấy bên trong không có ai đi mua luôn á. Người ta thích đi mua bên ngoài thôi à. Bên ngoài mình dễ đi nè, với lại ở gửi xe cũng được. Và wow, ở đây có cà phê Buôn Mê Thuột luôn nè. Này là cà phê bán tại chỗ hả anh? Uống tại chỗ luôn hả? Anh bán cà phê luôn hả? Gì hả? Cà phê Mocha. Dạ. Phải chị đang ăn cơm. Chị bán cà phê hả chị? Cà phê với lại bác uống tại chỗ hả chị? Ờ à, vậy hả? Còn cái này là mang về hả? Dạ. 2.000 không cô? Rồi, cảm ơn chị luôn. Quên, thôi coi rồi, coi uống bên phim không à. Cái này mùa chăm của chú đi chợ nào em thấy cũng có trái chăm hết á. Đó. Đó là trái chăm á. 50.000, 70.000, cái chỗ bán 100.000. Khu chợ này dài thiệt luôn á. Bên đây là bán thịt heo. Nhà làm chợ bên đây là bán thịt heo không ạ? Đây khu gừng nè. Ờ, đi ăn đi. Dạ. Chú bán gừng nhiều quá chú. Ờ, như là nhiều. Và quà khu gừng bự ghê luôn nè. Chú con cầm đấy nghe chú. Tháng này rồi. Dạ. Gừng này gọi là gừng gì chú? Gừng Việt Nam mình chứ gừng gì? Dạ. Không phải Trung Quốc đâu. Dạ.
nó cũng gần bự ghê luôn á. Nó là nhỏ đó, củ 3kg nữa. Dạ. Có củ 3kg luôn á hả? À, còn gần Trung Quốc 30 ngàn. Gần Trung Quốc là 30 ngàn. Gần Việt Nam mình nhiêu chú? 60. Bữa đó có củ 3kg luôn hả chú? Dạ. À, ghê ha, bự ghê. Rồi, chú bán đắt nha chú. Trời này rất là dài luôn đó chú. Cũng cái cây số á. Đâu chú, chợ này thì rất là dài luôn. Dài tới tú túc ở bên kia luôn á, tới đằng cây cầu phía kia luôn. Ở đây có một cái đường đi ra nữa nè, giờ thì em sẽ đi ra ngoài đường này luôn nghe cô chú. Ở đây có rất là nhiều hẻm, thì mỗi hẻm nó có rất là nhiều người bán. Dạ gâu nhút hả? Dạ rồi, đó là quay gâu nhút nè. Đó gâu nhút này bán nhiêu rồi chị? Gì hả? Chị này chị bán hay chị này bán? Dạ. Dạ. Tại em đi đủ chỗ ở nên này không có nấu ăn, thì đừng buồn em nha. Rồi giúp chị bán hết rau luôn nha. Thì đó ai đem quá không? Dạ dạ. Gặp mấy lần ha. Có gì với anh gặp mấy lần rồi đó. Bạn tiện lợi luôn cô chị, cái 25 cái 30 ngàn luôn. Cái này bán được không anh? Cái này ông tôi xách ra luôn cô chị, cái 25 cái 30 ngàn luôn. Chú có đi mua túi sách nè. Cái đó 25 ngàn. Được máy tính bản tiện lợi luôn cô chị, cái 25 cái 30 ngàn luôn. Cái này ông tôi xách ra. Rồi chú anh bán hết xe luôn nha. Đi chợ đi chơi đi học. Wow, chỗ này cũng cái cô bán cá nữa cô chú. Ở đây được bán đông quá trời đông. Cá cha, cá cha, cá tai tượng dạ. Chị bán nhiều cá quá ha. Wow. Cá tai tượng nè. 36 ngàn tới 35 ngàn. Dạ, cá tai tượng này ta nuôi hả chị? Tai tượng nuôi. Dạ. Tai tượng bè. Đó, cá tai tượng đó. Ở đây tai tượng là bán ký nhiêu hả chị? 65 ngàn. Dạ, 65 ngàn. Cá tai tượng chiên là ngon lắm. Chiên xù. Chiên xù. Dạ. Em ở gần nhà em mua một con vậy, em chiên rồi ngày nó đi xa quá. Tới đâu? Em ở An Giang lận. Thôi, An Giang trời ơi. An Giang. Quê hai chị đâu? Ở núi Sam. Dạ. Vậy gần em luôn rồi, em ở An Phú. Dạ hả? An Phú cách núi Sam là mười mấy cây à. Chị nghe chắc không có quay gì đó quay đâu đây vậy? Em đi quay chợ đây kia nhiều lắm. Ê, nghe nè, dọn An Giang là ốc hả? Ốc 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 quắn hả chị? Dạ. Đó. Có gì gặp lại ở Giang nghe chị. Rồi, cảm ơn chị, chúc chị bán đắt nha. Ngày vô tình gặp chị nè Đồng Hương ở Châu Đốc nữa nè. Đó. Rồi ai ngồi cho quay phim chụp hình đi. Ở đây là cái ốc mướn hả chị? Và ở đây có cá bóng. Chợ miền Tây thì chỗ nào cũng có cá đồng hết trơn cô chú. Ở đây thì em thấy cá chúc châu nè, với lại cá lóc, cá bóng nữa. Dạ. Và để em đi qua đây quay cá bóng cho cô chú coi nghe. Và cá bóng bự quá.
cái bóng đó có mua ký nhiều không cô? 200. 200. Dạ. Đó, cái bóng đó. Bự quá. Cái bóng này cô làm bóng gì ngon cô? Kho tiêu. Kho tiêu. Cái bóng đó cô chú. Đó. Cái bóng này làm ký 200.000. Dạ, cái bóng tượng. Nãy giờ ba cô là có mình nên con này bán cái bóng à. Đó. Ở đây có cái hẻm đi vô nè, cô chú có mua cá vô đây, mua cá cũng nhiều lắm. Dạ, chú cô bán đắt nghe cô, bán hết cá luôn. Dạ. Ở đây ốc nè. Chị đó nấm, đó nấm gì vậy chị? Nấm gươm. Dạ. Nấm gươm bên kia nữa kìa. Wow, cá. Cá mày dinh. Cá này cô làm gì được, có cá hả cô? Dạ. Cá ngon quá. Tôm đây nè. Tôm mặt dớn luôn hả cô? Tôm này ăn tôm là tôm vuông. Vuông. Ở đây ta làm vuông nhiều hả cô? Ở đây đó, tôm thẻ làm vuông đó cô chú. Đó. Con cảm ơn cô. Rồi đi ra đường luôn nha cô chú. Chỗ này thì hồi nãy em có đi ngang nè. Chỗ này bán trái cây. Chị ăn bắp hả chị? Chị giấu mặt rồi. Dạ em đi quay cánh chợ cho người ta biết ở đây hả chị? Dạ. Ở đây mặn 10k 1 ký nè, dâu 12.000. Đó. Cái này tới mùa dâu đó cô chú. Cái này là bán trái cây. Rồi nãy giờ thì em đã đi giáp hết một vòng chợ Long Mỹ cô chú. Đây chợ này cũng rất là đông, rất là lớn luôn. Người đi chợ buổi sáng cũng rất là đông luôn. Đây là phía trước nhà làm chợ Long Mỹ của chú. Thì em thấy có bán sầu riêng nè, bán cam, bán dưa hấu nhiều lắm. Đó, sầu riêng. Cam thì hôm nay thì 15.000, 2 kg 15.000. Chỗ này mấy cô bán rải rác rất là nhiều luôn á cô chú. Cô này bán hết xe về nè. Đây nhà làm chợ Long Mỹ nằm bên đây. Nãy giờ thì em đi ở phía sau chợ Long Mỹ á cô chú. Còn đây là phía trước nhà làm chợ. Chợ này thì cái nhà làm chợ phía trước bán rất ít, còn ở phía sau thì cái chợ rất là dài luôn. Nãy giờ em đi gần một cây số á chú cô chú.
đây phía trước nhà làm chợ Long Mỹ, ở bên trong là bán trái cây nè, nhang đèn tạp hóa. Còn khu phía sau thì bán rau củ quả, cá thịt, hải sản. Dạ, vừa rồi là những hình ảnh của chợ Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Tới đây thì em cũng xin tức video của em ở đây. Em cảm ơn tất cả các chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh này đó Giang của em. Hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn trong các video lần sau nha. Đây là thị xã Long Mỹ, phường Thượng An,